Chào cả nhà buổi sáng nhé. Hôm nay sáng sớm tầm này là 5 rưỡi. Mình đã ra lấy đồ, hôm nay mình phải ra lấy sớm cũng hết. Hôm nay là đẹp chưa? Trời, tối vừa tối qua tí là tưới tưới là tí mưa vào đây nghe tươi tốt hẳn đi cả nhà. Bùng hoa. Này, lại ra lấy đồ ăn sáng như thường lệ cả nhà. Hôm nay là đang kiếm được mấy đầu bếp Hải nó về. Từ tối hôm qua 10 giờ đêm qua nó điện. Phải ra lấy sớm. Đấy, cứ đi sẵn ra ngoài lâu ngày về chỉ có thèm tới canh điện ông biển từ đêm qua đẹp chưa cả nhà, thích thật những cái bông hoa đấy. Nhưng mà ra mình còn ra sớm còn mình cũng lấy được cũng có cũng hết rồi. Mình bây giờ lại cứ lại theo như chân giò nhá. Hôm nay mình lại cứ mua chân giò rồi cả nhà, về băm ra cả nhà mình chơi chơi toàn chân giò nhá. Tôi chịu khó băm đấy cả nhà, chỉ có băm rang thôi ăn cho nó thơm ngon đấy. Hạt dội này 2 4 2 4 6 8 10 12 hạt, hành này, ớt này, đấy, băm lên để rang ăn cho thơm ngon. Còn cái này là tôi phải chịu khó băm được cả nhà, ăn cho đổi món. Hôm nay tầm này vẫn chưa thấy đâu, 6 giờ vẫn chưa thấy các diễn viên nào đâu, cũng càng ngon này cả nhà. Cho anh nô mà này, cho anh gấu này, mỗi thằng là một cục, rồi cho anh tôm này, ăn chín sẵn ăn này, cứ lấy tất đăng cai cả bộ này về cho bọn nó ăn. Đây là cột của bông này, bông thì ăn miếng bé này là no, rồi. Nhanh lên không bọn kia nó tập còn phải ngửi đấy, ông này ông ăn nhỏ nhẹ lắm, không ăn à, con cho luôn nhá, đây, ngõ cái gì nữa. Này còn nốt miếng này cho tù nốt thôi hết rồi. Đấy. Bộ lấy luôn cả bộ chia là ba cho các cụ ăn không vào vào chuồng nha. Rồi bây giờ mình đi băm thịt thôi cả nhà cho nó nhanh. Hai nhiều chưa? Quá nhiều. Bây mình sẽ đi băm tỏi ớt, hành ớt. Ớt mà. Đó. Hành mà. Hành, ớt này, hành này, đấy, 2 4 6 8 10 12 hạt, 12 là hạt dối nữa, gọi sục cho được vào, đất, hái rồi, gọi cho thật mạnh vào, chắc, bảo đây cho chú làm ăn thế, nhận lời rồi, xong bây giờ này, gọi không bắt máy. Qua chúng tôi điện cháu gọi sáng mai. Ê, gọi đi, gọi tiếp tục vào. Nó vẫn có chuông gì? Không về này, không có bỏ bom nhau. Đấy, hạt dổi nhé cả nhà nhé. Hạt dổi này, ớt này, hành khô này. Đấy. Hại náo mấy ông Xuân đó mà gọi giờ này vẫn chưa nghe máy à. Ông Xuân hôm nay mà không đến thì ông chết với tôi, ông bỏ bom. Không làm ăn không thể được. Buổi nay cũng ăn bổ nhau nữa. Mất công băm hạt dổi mắc kem, à quên hạt dổi ớt, hành khô. Chất lượng cuộc sống. Ăn thì ngon, làm thì lâu. Bây giờ đấy nhá. Bây giờ mới được món tiết canh này.
thiết kế món nó lột cả. 10 giờ đêm, 10 giờ đêm hôm qua phải điện cho chú ngay, tưởng là trên chỗ làm và hơi đơn giản. Thế là không gọi được chú Xuân à? Chú Xuân vẫn đang liên lạc với Xuân. Tao lại liên lạc tiếp. Mày ra mày sao cho chú cả? Mà thằng này bố mày vẫn đi làm à? Vâng. Ừ, sau này bố mày giáp hạt rồi, bố mày đi làm ác đấy. Bắt đầu mình rang rồi nhá, Hải rang rồi, bắt đầu mình trang bát. Nhiệm vụ là trang bát đĩa. Cứ thế thôi cả nhà. Đêm ngủ giờ bắt lên. Này giờ đánh nhận. Bát đầy phe thôi cả nhà. Rồi. Năm con trắng là xoay mình. Đúng rồi. Thế là rồi. Hai bóng người này. Phải là cái tảng đại gì. Cái trong nhà. Mới bắt đầu đi rồi, bắt đầu. Nó nạc nữa. Thư con cóc. Ta đang định bêu ngoài trên đấy nhưng mà thôi. Mà lần sau mà cứ thư con cóc thì mà ta bêu thật. Bêu ngoài trên mạng. Ta đang bảo cái loại thư con cóc chó nó đấy. Xong rồi mặc lôi tha lôi thôi chụp ảnh. Cái đấy quan trọng con đùi cởi chân được miễn sao. Thì Thúy Hà, con vợ mày giết chết ta xuống đèo con nó cũng có cậu đi chơi loi em. Có chân gà rồi. Ừ. Các thằng này sáng qua đây cho anh Hải rồi gì? Hello. Cho đun nước sôi lên. Bọn này bảo em phần anh hai chân rồi. Ừ. Để cho mình xin nhá. Ăn số răng. Chắc là nó 2 4 6 8 10 12 14 bát à. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 bát, 13, 14 bát. Đếm đi đếm lại cũng thế. Cả nhà ai tính mắt đếm hộ biển nhá. Rồi, xong rồi cả nhà nhá. Là tiết canh hôm nay nhân rang nhiều ớt, nhiều hạt dổi có nó nóng là nó mới lại rang cháy cái là nó có phần được không được đông như là nhân luộc. Nhưng mà ăn được. Đấy cả nhà. Nó không được úp bát như mọi khi. Nên mời cả nhà sáng hôm nay mình lại cùng với anh em bác cháu mình nhá. Ok đây, đây đây, bốc qua đây. Đấy, các gương mặt. Này, toàn các thánh tiết canh xuất hiện. Nóng đi. Bây giờ ăn nóng đây. Đấy thì à, đúng không? Ồ, vẫn ăn bình thường. Nó không như nhân luộc nhỉ, nhân luộc thì nó đánh úp bát luôn. Cơ bản mình đánh nhiều bổi. Đấy, bát nước chấm thần thánh chưa ạ? Cần thiết là san tiếp sang. Chị trà chấm nước kia đừng chấm bột canh này không ngon đâu. Nước mắm quả nó pha này rất là phù hợp ạ. Cái nó kia đó lắm ạ. Ừ, hợp cả hai. Hôm nay xuất hiện các thánh chiếc canh. Đấy, đấy, đấy xìa om sướng trong gai. Ok, nó cứ ngơ đi. Đấy. Ngon đấy. Ngon đấy à? Nhai cong mồm đấy à? Ngon thì gắp 2-3 miếng kẹp vào thế nào? Kẹp 2-3 miếng vào. Đấy. Có chấm trà lấy ba cái sao này. Ăn nhai. Đó là cái keng đấy. Ừ, keng đấy, keng đấy. Ta đang nóng tối cả mồ hôi, hay bật mẹ cái quạt đấy nhỉ. Ấy. Nước chấm toàn pha đã được chưa?
Vâng, pha nhạt thôi. Úp nguồn đấy. Được, hai đôi chấm này là muốn phải lên cao. Lên cao dần dần dìm mạnh nó vào. Thái nòng giống như tôi quá. Thằng này nó thái nòng là đúng một khẩu dài 5-7 quân nhỉ. Đấy, đúng như non nên là lấy mẹ xìa xúc vào. Kèn à, kèn à. Để chú cháu mình cứ kèn đi. À, nên xuống đây cái bát nữa để múc nước chấm sang bên này. Nó xa quá, trước này không để ý rồi. Úi giời, được đấy. À, quên chưa nát. Cái bọn này nát quên hết thì thấy nòng ngon tiết đẹp cứ nát quên hết rồi. Sáng mắt ra. Sáng hết cả mắt ra. Có cái đoạn nòng đầu nòng ngon trắng đầu rồi hay hải thái nó ăn mất rồi. Đây được. Không biết trả được miếng nào còn tinh mà không? Bốc xa ra đây này. Lên đường đi nhanh lên, gấp mạnh lên cả bố. Đây này nòng ngon tiết đẹp như này trà không biết miếng nào miếng dày đầu nòng à? Chắc ăn hết rồi. Giống chị Linh mà mướng hơn mẹ nó. Mời cả nhà đây. Mời ông này. Mời mời anh nhá. Mời nhá. Xin phép anh em mặt lẻ nhá. Con chào. Kèn cái này. Hết luôn à? À, không hết đâu, uống ít thôi. Ông uống còn để cái nong đen mỏng dính ra được rồi. Cũng thế thôi. Uống ít thôi mà để cái nong đen nó mỏng dính ra được rồi. Nào nắc rồi chọn rồi nắc anh. Lăng đây. Nối ui mà tay ấm áp phết nhỉ. Ấm không? Ấm, bàn tay là ấm đấy. Ấm đâu mà ấm. Đúng rồi. Bàn tay là ấm đấy. Xong rồi ông phát cái anh mắt rồi nhá. Hôm nay là cái canh nhân giang nhá, băm biển băm giang ốm với cả người luôn đấy. Sang trà điên ngày. Đi đâu tại thế? Thế hùng nó bảo là tí nữa chưa còn cơm nước gì đây này. Ai chấm ơi. Toán. Đại ca Toán. Thế mà Hùng với Linh nó ở đâu thì cô thầy. Nó chung nó ở đâu mình chẳng biết. Mình nó quên mất này. Ông về đi à? Thế tôi đi viện cho ông. Hôm qua nó đổ hôm qua mẹ xảy hôm qua đi đám bốc mã chỗ nhà gì bên xóm trại mà. Tiền gì đó nhá. Trăm nhá. Trăm luôn. Hôm qua bố về sớm. Nặc. Ok rồi lên. Hôm qua bố về sớm. Tay của đấm hơn mày nhỉ. Nhấm luôn. Ông ngửa coi. Okay, okay. Ông ngửa coi. Đấy ăn rồi vừa ăn. Ăn ai ông ăn ớt đi đấy. Úi dồi. Được cái là ông biển chồng. Không vẫn tiền. Hay sạch. Vẫn tiếp. Ok. Ngoằm. Nhưng bên nằm này nó hơi to. To nó dài. Anh to. Hải, anh Thái. Ui ngon, giời, cực kỳ ngon luôn. Đấy, được đấy. Đấy. Ớt cắn cả miếng. Đấy, ớt cắn cả miếng là thôi. Chúng ta còn mời ông với em nào. Tất luôn hả? Tất luôn đâu ông Ui giời. Cứ đầu khỏi đấy, đâu gắn kết tình yêu thương. Ông ấy. Ok. Nói với anh ở ngày căng, có hôm nay mới được ngồi này, còn mỗi hôm nó ở đâu ấy. Ông nói thì tôi đi ăn sao cho ông nhỉ? Nói nó lặng lẽ rồi đâu về nó đâu mà gặp nói như kiểu gặp cán bộ. Tôi gặp cán bộ dễ hơn nhỉ? Cán bộ tốt lắm mà cán bộ. Tôi dân đi. Con bạn bảo bố mẹ thế, con nào con bạn thì là. Ơi cháu phải làm cũng tiếng Anh này cháu. À tiếng Anh à? Quá rồi. Tôi theo ạ. Đồng biển cái nói nâng cao. Gặp nghe khó mà. Cơm nước thì cứ phá đi cay thì phải keng đó. Là keng ăn mình nhà. từng lượt vào ông ạ. Nhà. Từng lần lượt. Đồng đấy nhỉ. Đồng đấy. Úi cái nhân gian đấy. Thế mà chẳng gọi đâu còn gọi nhỉ. Úi giời thấy chưa? Hút như tàu hút bùn. Hút như tàu hút bùn đấy. Của chú Tôn đấy, phong cách anh em nhà mình ăn nó phải thế. Ok. Thế mình nhá cho anh nhá. Xin phép anh em thức canh rất là đông đúc gì nào ấy. Nhá. Quam luôn à. Tuyệt vời mặt trời chưa? Tuyệt vời mặt trời. Lấy xì à? Không chanh à? Không ăn chanh. Mình đã ăn chanh. Thế là khẩu vị. Đấy. Ơ, ok. Cho cả quả vào thế này. Sợ cay à? Rồi, được đấy, chọn đấy. Tuyệt vời. Được chưa? Rồi. Tuyệt vời mặt trời chưa? Tuyệt vời mặt trời rồi. Được. Cảm ơn Nguyễn này, anh. Con xin phép mọi người nhá. Đấy. Cái luật này luật cứ một cầm bát tiết canh thì một chén là do của chú Xuân mày bày ra cái luật này nhập quá của chú Xuân mà không sức chú Xuân thế này họ mày còn này phải xử chú Xuân đấy nhìn nhá đấy wow cái gì sướng chưa tuyệt không nhân có thơm không ngon ngon lắm cả nhà thơm nhắm cả kia đông nặng luôn đông nhỉ
Cho đấy. Đánh đông đẳng nhỉ. Đây đây là nhân giang đấy, còn đấy, còn nhân luộc tôi đánh còn úp áp nữa. Đấy là Toản đây nhỉ. Cháu đợi mãi đến lượt. Đợi mãi đến lượt. Cháu là con của mẹ theo gà. Vâng, con mẹ theo. Con nhớ nào. Em là thứ hai à? Tí mới theo, tí nữa giới thiệu với ông đi. Em ạ. Kia đằng đằng sau lại nhảy. Mà cái nhà nhá, chúng ta làm xong rồi thì em. Gần đấy anh. Còn sơ được. Đấy hôm nay anh đi còn khấn các cụ đấy rồi. Anh bản năm theo với anh. Thế mà bà xã cho anh là cứ từ từ và đi. Đi về thế theo này béo tốt nhỉ, còn vuông chứ điền kiếm người mày với lại con nhung đang đang phát tướng bọn này phát tướng nguyện phụ phu nhân rồi dạ anh bác phấn người dân ăn luôn không tí từ tí các cháu giới thiệu sau không giới thiệu anh biết anh biết hết lần lượt đúng không ạ ngon luôn quá là ngon nhưng sắn miếng to vào ông ạ nói rồi quá ông người sắn phải làm sao một miếng hết nửa bát ấy càng tốt. Bố làm ăn được. Quá ngon. Chia bát làm một miếng là vừa. Thế là ngon nhá. Nó mới được kèn đấy à? Kèn ha. Kèn. Cháu ơi, thế là ngon rồi. Kèn lên đấy. Thế đi. Tôi chiếu từ sáng giờ đấy. Ông thấy tôi ở nhà tôi cũng không bao giờ để không chân tay đâu. Đau nhà các kiểu rồi đi ăn đi uống rồi bắt nắm rồi. Món đấy là ông hơn tôi, món này là tôi chính. Tôi tính rồi là khác. Tôi đến ngay lau nhà lau cửa con gái rồi nó ngằn nhạt ngằn đỉnh ngay đến cái chỗ ngồi đấy, ông còn ý tứ tôi đi gần đây nặng đây là nặng đây là nặng dân nhân 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 gian nó thơm cái bố nhá là nói chuyện thì chó không gọi bố vợ đây là tiết canh nhân gian của chú Việt hôm nay bảo chuông là bảo bận đi đấy. Bố tính toán hết đi, lo gì đâu. Ngon không? Có thơm nhỉ? Có thơm ngon không? Thế thôi làm ăn phải tính toán. Có hành. Đấy. Chuẩn ngay có thể tính nhật. Có cả hành có gì đấy? Hành dưa. Hành hạt dổi, ớt. Đấy, hạt dổi ớt nữa đấy. Rất là thơm ngon. Ai muốn làm rẻ thì cứ ăn được tí canh. Ai cứ mà làm rẻ không? Bố không ăn tí canh. Hải nói chuẩn đấy. Hải nói rất là chuẩn đấy. Thơm. Mời cả nhà nhá. Thế được mình xứ mà. Cần qua nhà chị canh nha anh. Ba con dài kìa. Chiếc canh nhân gian này nó rất thơm. Em qua nhà bà chị Thu nha anh. Cho thêm á. Chị Thu bà đấy. À bà. Bà Thu là chị nhà bên này. Bên em con. Mẹ của quê của mình là thích ăn nhân gian nhỉ. Ngon mà. Nó nhân luộc. Thơm nhỉ. Mày khôn vết ấy nhỉ, nói tôi lại được ấy. Nhưng ai là cái người băm ra nó điều quan trọng nhỉ. Băm ra cả tay. Đấy. Anh ngon thơm đúng không? Anh sống rất là bái. Chị trà tinh vết nhỉ, biết là có hành với ấy. Tinh vết làm nào là vui chất với nhau. Đúng rồi. Cái đéo kìa. Không ấy lại. Ôi. Chất hơn bố. Mỗi người nó một mảng riêng. Đúng rồi, tí nữa tí lại cai hưởng tính sau mà người tội đi ăn thịt chó vụng không gọi nhau đấy. Tự nhiên khỏe ra vụng là vụng thế nào chả vụng nghe đấy đấy mình mới sơ sơ chứ lại vụng lấy được chị Thúy hôm nọ là mình mới nói thế mày cả nhiều nha đấy à thế là con như em nè đẹp trai ngoan nha cháu nha tắm. Đừng có nói anh thôi. Còn các em ngoài theo ạ. À? Em ở đây, ai ở đây là bạn hôm nay giờ chưa ăn chưa? Ngô quá anh phải úp bát. Đánh tiếp canh em. Đúng rồi, ngô quá luôn. Đúng rồi, ngon. Nhưng mà nhân anh đã theo chưa? Anh em anh cho này đầy. Cô theo ạ. Anh em anh cho này đầy anh em. Cô theo ạ. Như cô theo là chết đấy. Cô theo đúng là ông chồng cũng chết. Mời chứ phải giới thiệu tên là gì? Chung với anh chứ nhỉ? Em là Theo. Rồi anh biết. Rồi. Đây là con gái anh. Anh biết nhỉ? Chúc mừng gia đình toàn thể đại gia đình chưa? Cho thầy cái. Đấy. Đấy là cô út nhà mình đấy. Tôi cô Theo là thế này nhỉ? Con bố vợ là anh trai của à thế cháu là con gái ông bác phở là vâng con gái thứ hai vâng. Chị nhớ đâu chị nhớ là thanh niên mà hôm nay chưa
bác được xuống rồi. hôm nay hưởng này mà các cháu nó giới thiệu thật lần lượt một. May hôm nay nó còn có ít đấy. Con gái ông Phấn là ngoài ông Hưởng và chú là đúng rồi. À đúng rồi. Mình ba đi ông Điểm là em luôn. Ba bắt cho cháu giới thiệu bác là cháu là con gái thứ tư. Gái út. Ông xem là chú thôi. Ừ, ông, chú, bà cháu chú cả chú. Đấy. Ông xem con anh thanh niên nào mà thôi chà nhắm mắt thêm mũi à. Cháu nào đúng cay à. Ông Điểm đâu có nói rồi mình biết đâu. Đấy, cháu bắt tay ông này, bắt tay chú để chú sức khỏe đấy là được rồi. Đấy. Bắt tay thật. Ôi giời, thế là một phát 2 3 giây đi. Nha. 1 2 3 giây đi. Ờ. 1 2 3 giây. Thế mà gì rồi mình đã. Ông này, đấy chú là. Nhá mình cũng lại lâu quá được quên tiền ảnh còn. Quá ngon. Thằng cháu nó mới đi làm về này, đi qua cái việc này. Cháu dù đi xa đi còn được. Cái cảnh nó vẫn là bảo nhận mỗi nhà. Tiến chân rộng. Cái cảnh này ok. Thay đổi thế hết nhỉ. Đấy là đầu với Hải trên kênh thì theo biết là về đến nhà mình cứ phải làm ngon thế đẹp. Đi đâu cứ là quê hương ăn là ngon. Sáng nay cô cháu nó bảo tôi ăn trên kia, tôi cũng để cho ông. Còn tập ra còn dài đừng nữa vào cái gì ông cái thứ là chắc là nó cái vung thằng đi khoe này ông thấy cháu này phải bắt lại anh cái người ta nói thế nói bất cãi cô theo nhỉ theo họ nói rồi là ghi nhận rồi à đi hôm qua ok ừ không cái cặp chết từ hôm qua thì còn nữa thì đua quả sài quả nổ mẹ thấy chưa ăn là đặng à là hơn đấy ok rồi. Mời các nhà nhá. Đấy, tiết canh nhân gian. Hôm nay là toàn là khách vip luôn. Tiết canh nhân gian là tiết có tầm quá ngon với tuyệt vời rồi. Còn một canh đấy. Đây. Cái này tôi thấy mua cái này về ăn cái này rất là ngon, chấm với nước mắm. Ăn đi các cháu không? Bụng mạnh lên. Có như ông không ăn ăn canh à? Đây thì ăn đến không dùng ăn canh. Thế có ăn hạt tiêu không? Hạt tiêu thì tôi có nhiều lắm. Hạt tiêu, quả tôi lấy. Mời cái nhà. Mời theo ba thằng. Chuẩn đấy nhà này. Đấy. Uống riêng gái nhỉ. Uống riêng gái nhỉ. Uống riêng với Hưởng nha. Kẹt cái nào. Đại ca Hưởng. Nó cà một cái hai chén này. Một đoạn. Uống riêng với Hưởng nha. Lên đi. Ok. 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 Vâng. Thế còn thẻ cơ cơ cái này cái nhà ông học mà. Làm như bữa thứ hai, bữa hôm ông đến đây bữa nào thứ hai này ông gặp đấy. Là theo ông bảo ông cướp con phải. Mời cả nhà nhé. Vui quá chuyện vui quá. Ông nhà. Quên tên nhỉ? Dạ. Đồ mới hài. Con xin phép con mời ông, con là tên Hải. Không phải là tôi điện cho ông. Ông gì ạ? Ông ơi, con là chú ông được có sức khỏe không tất cả? Mình ông nhờ? Làm công nhân thôi à. Mình không sức khỏe là không gì hôm nay ăn nhà buổi sáng, hôm nay đi nhà buổi sáng đi. Ờ, ok. Hello là. Con quá gì, con này cành nào. Không, ý là biết cậu là ok.
tôi lấy chồng chồng tôi lại thôi. Anh đừng nói câu cờ không được cũng được, xin phép cả nhà mời anh Phan. Đúng rồi. Đúng rồi. Không được đâu hả, tờ bạn là nó đúng món rất dài. Ai chả nói gì hơn nữa, theo bìa. Theo bìa. Em là rất lây nhập đấy, anh thấy em rất lây nhập đấy. Em gái không biển là rất lây nhập. Không, em không hay đâu, em không biển. Ừ, chú biển ơi. Cháu với Hùng là... Mình đi. Mình phải là phải dâm dân cho sai thêm. Cũng như cô Quế, cô biết cô ơi. Cũng như cô Quế, cô theo đúng như cô Quế, cô Quế rất lây nhập. Đúng. Một hai ba 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 không, tức là quay, tôi chưa theo, em không có gì bằng em đâu, chỉ có tham khảo thôi. Dạ, cả nhà rồi. Chưa theo một người đâu. Quay xong. Thế nhà nào? Tôi mời tôi thang nha. Chết rồi. Xử cái vụ này phản mắt luôn. Không nào biến hoàn hồn thì chết. À thôi nhỉ. Hello lúc nào. À nó cái gì nhỉ? Lặng đi. Nó phải bạn. Đây lặng đi. Lúc nào. Đấy cả nhà, hôm nay là mình chia sẻ cả nhà hôm nay là bữa lòng ngợi tiết canh. Đấy là ăn sáng gặp các gương mặt thân quen. Đấy cũng toàn là người nhà thôi. Các anh em con cháu trong nhà đấy, video hôm nay mình chia sẻ là bữa ăn sáng lâu rồi lại là bữa tiết canh nhân gian này các cháu mấy cháu gái tán thành khoái quá ăn ngon. Nên video đó có thể lượng người nữa là xem cho mình một like và đăng ký kênh chia sẻ mọi người biết nhé. Hẹn cả nhà đến sau cái nhà. Chào các cả nhà. Chào cả nhà nhé.